5 hoạt chất chống lão hóa ở vùng mắt bạn nên có. 1. Vitamin C. Vitamin C là một trong những hoạt chất rất là phổ biến và thông dụng ở trong ngành làm đẹp. Không những chống lại oxy hóa mà còn làm cho da của vùng mắt của bạn sáng lên rõ nếu như bạn đủ kiên trì. 2. Niacinamide, một trong những hoạt chất vàng làng da liễu, không những làm cho da của bạn đều màu hơn mà còn kích thích cái sự tổng hợp của collagen, làm cho da của mình căng mọng hơn. 3. Retinol, đây là một trong những hoạt chất đã có những cái nghiên cứu lâu đời nhất ở trong da liễu. Tuy nhiên, cách sử dụng của hoạt chất này cực kỳ cẩn trọng bởi vì vùng da mắt là một trong những vùng da cực kỳ dễ bị tổn thương. 4. Peptide, đây là một chất chống lão hóa rất là lành tính, có tác dụng kích thích sự tổng hợp collagen ở trong cơ thể của mình, không chỉ riêng vùng mắt. Nếu như có điều kiện, mình có thể thoa toàn bộ gương mặt của mình nữa. Cuối cùng, bác sĩ bật mí với bạn, có một hợp chất vàng tên là Bimatoprost 0.03%. Hoạt chất này khi bạn sử dụng dưỡng ở vùng mắt không những làm cho vùng mắt của bạn trẻ hơn mà còn làm cho lông mi của mình dài hơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo của bác sĩ Mạnh Linh bạn nhé.